Giữa thời buổi tất đất tất vàng và không hiếm những vụ tranh chấp chỉ vì một vài mét vuông đất, thế nhưng đã có gần 10.000 mét vuông đất ngay tại quận 3, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được người dân tự nguyện hiến tặng để mở rộng đường hẻm. Đời sống sinh hoạt của người dân được nâng lên, mỹ quan đô thị được cải thiện. Việc hiến đất mở đường hẻm ở quận 3 đã minh chứng cụ thể cho câu khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Chẳng phải xây sửa nhà để đón Tết, cũng không phải giải phóng mặt bằng để thi công công trình hay vi phạm xây dựng bị buộc phải tháo dỡ. Những hình ảnh này nơi con hẻm 134 đường số 4, cư xá Đô Thành, quận 3 chính là sự tất bật của nhiều bà con nơi đây trong việc tháo dỡ một phần nhà cửa để sớm giao đất cho dự án mở rộng đường hẻm. Tất cả những phần đất sẽ bàn giao đều là người dân tự nguyện hiến tặng. Cái hẻm này nó nhỏ nè, hai chiếc xe đi nó không lọt, cho nên vận động gì cũng tốt. Để nó thông thoáng là nửa có xe chữa trái hay gì nó vô nó cũng gọn nữa. Nằm ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nên mỗi mét vuông đất trên địa bàn quận 3 có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Tấc đất tấc vàng là vậy, thế nhưng hàng trăm hộ dân đã không tiếc tiền của để hiến tặng đất. Có đi qua những con hẻm bề ngang chỉ tầm 2-3 mét, thậm chí có hẻm chỉ vừa lọt một chiếc xe máy mới hiểu những khó khăn, hạn chế trong việc đi lại, sinh hoạt của người dân, cũng như nỗi bất an của bà con khi có các sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra. Vậy là hiến đất mở hẻm, vẹn cả đôi đường, việc chung lẫn việc riêng. Giá trị căn nhà mình ở thì nó cũng cao lên, rồi cái vấn đề đi lại, rồi có những hộ thì người ta có cái điều kiện kinh tế, người ta lại kinh doanh, đó, cho thuê. Từ đầu tháng 9 năm 2019, người dân 8 phường ở quận 3 đồng loạt hiến đất vàng mở rộng hẻm. Thế nhưng phong trào hiến đất làm hẻm ở quận đã bắt đầu từ năm 2005. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, đã có 1.172 hộ dân hiến 9.400 mét vuông đất, trị giá trên 444 tỷ đồng. Đối với những cái hộ mà ban đầu không đồng thuận á, thì mình vận động thuyết phục. Bên cạnh đó thì đối với những hộ vướng kết cấu mà hoàn cảnh khó khăn thì ủy ban phường cũng liên hệ với cái đơn vị thi công để mình đưa ra một cái phương án, rồi mình vận động thuyết phục người dân cũng như là có cái hỗ trợ thêm cho người dân. Toàn quận có 800 tuyến hẻm, từ phong trào hiến đất mở hẻm, hàng loạt con hẻm đã được khoác lên mình chiếc áo mới. Dù vậy vẫn còn nhiều con hẻm ngoằn nghèo, nhỏ, tối đang tồn tại, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và bộ mặt đô thị. Bài học lớn nhất vẫn là lòng dân. Nếu được dân ủng hộ, nếu được dân đồng thuận, thì việc gì làm cũng được. Thì cái vấn đề là trong quá trình tuyên truyền vận động, chính quyền phải chia sẻ, đồng cảm với họ. Từ những con hẻm khang trang mới được sửa sang nơi quận 3, có thể nghĩ tới một diện mạo mới trong tương lai cho hàng ngàn con hẻm nhỏ trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ không thể một sớm một chiều, thậm chí không thể trong một vài năm, nhưng bài học khó vạn lần, dân liệu cũng xong đang được phát huy hiệu quả tại quận 3 chính là cơ sở để thành phố nhân rộng mô hình vàng, hiến đất vàng, mở đường hẻm.